Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi tới văn phòng SPS Việt Nam đề nghị có ý kiến để tháo gỡ khó khăn trước việc sản phẩm mì ăn liền bị kiểm soát dư lượng ethylene oxit. Từ tháng 2 đầu năm nay, Liên minh châu Âu EU đã đưa sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam vào diện áp dụng quy định để kiểm soát dư lượng ethylene oxit. Cho tới nay, việc cấp chứng nhận cho từng lô hàng mì ăn liền xuất khẩu vào EU đã và đang tạo gánh nặng đáng kể về hành chính và chi phí thương mại đối với Việt Nam. Bộ Công Thương đề nghị tổ công tác của văn phòng SPS Việt Nam trao đổi với cơ quan liên quan, đề nghị EU cung cấp số liệu thống kê và đánh giá về việc kiểm soát dư lượng ethylene oxit trong mặt hàng mì ăn liền xuất xứ từ Việt Nam từ tháng 2 đến nay, làm rõ cơ sở để áp dụng, duy trì cũng như giảm thiểu biện pháp kiểm tra và yêu cầu giấy chứng nhận dư thừa ethylene oxit, xây dựng kế hoạch từng bước dỡ bỏ các biện pháp này. Thưa quý vị, sớm nay bão Nan Ki tăng một cấp so với hôm qua, sức gió tối đa là 117 km/h, cấp 11, khả năng suy yếu trong 2 ngày tới do tương tác với không khí lạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong vòng từ 24 đến 72 giờ tới, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Để ứng phó với cơn bão số 7 Nan Ki, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu không cấp phép cho tàu thuyền, máy bay cất hạ cánh đi vào vùng nguy hiểm của bão số 7. Hiện biên phòng các tỉnh thành đã thông báo hướng dẫn cho hơn 30.000 tàu về diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh. Trong đó có 52 tàu với gần 500 người hoạt động ở vùng biển nguy hiểm Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 31 tháng 10, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ước đạt 297.774 tỷ đồng. Con số này đạt 51% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và mặt bằng chung các năm giai đoạn năm 2016-2021. Việc giải ngân vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt 9,6% kế hoạch được giao. Với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, hiện đã giải ngân được 66.300 tỷ đồng, chiếm 22% nguồn lực. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư công còn lại của năm rất lớn là 49%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, không trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, coi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu các bộ, ngành địa phương. Thưa quý vị, chiều nay sẽ là kỳ điều hành giá xăng dầu mới. Theo ghi nhận từ thị trường xăng dầu thế giới, tuần qua giá dầu thế giới tăng khoảng từ 2 đến 3%. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước dự báo trong kỳ điều hành chiều nay giá xăng dầu có khả năng tăng nhẹ. Mức tăng phụ thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá của nhà quản lý. Dự báo mức tăng trong khoảng từ 300 đến 500 đồng một lít với xăng và từ 400 đến 600 đồng một lít với dầu diesel. Như vậy, giá xăng trong nước có thể có lần tăng thứ 3 liên tiếp trong một tháng. Thưa quý vị, các chuyên gia y tế cảnh báo tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán, đặc biệt trong thời gian giao mùa thu đông. Bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện trong thời gian này đặc biệt đáng lo ngại hơn khi xuất hiện tình trạng đồng nhiễm với một số bệnh truyền nhiễm khác. Trong thời điểm bắt đầu chuyển sang mùa thu đông, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 có xu hướng tăng lên. Bệnh nhân mắc với các bệnh truyền nhiễm như cúm A, cúm B và sốt xuất huyết kèm theo. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, số ca mắc mới COVID-19 hiện đang giảm nhẹ. Một số ngày trong tháng 10 giảm dưới 500 ca một ngày, nhưng số bệnh nhân nặng lại có xu hướng gia tăng. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 10, Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Trong điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ Trung Mỹ hiện nay và trong thời gian tới, cũng như vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng thúc đẩy quan hệ Trung Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển ổn định không chỉ phù hợp với lợi ích chung của hai nước mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Ông Vương Nghị yêu cầu Washington không tạo thêm trở ngại mới cho quan hệ hai nước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington sẵn sàng duy trì liên lạc với Bắc Kinh trong giai đoạn tiếp theo, triển khai hợp tác và trao đổi về nền tảng quan hệ hai nước. Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về thảm kịch dẫm đạp tại Itaewon, thủ đô Seoul, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng. Một đội đặc nhiệm gồm 561 thành viên đã được triển khai để tìm hiểu chi tiết vụ việc. Các nhân viên đang phân tích hình ảnh do camera an ninh trong khu vực ghi lại vào thời điểm trước khi xảy ra vụ dẫm đạp, cũng như các video liên quan được đăng tải trên mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul cũng cho biết họ đang phỏng vấn các nhân chứng để xác định chính xác thời điểm và địa điểm mà vụ dẫm đạp xảy ra và diễn tiến như thế nào. Vụ điều tra nhằm mục đích tránh những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra trong tương lai. Sau vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã yêu cầu đối với những sự kiện tập trung đông người tự phát cần triển khai các biện pháp an toàn.
Thưa quý vị, cảnh sát Ấn Độ vừa tiến hành bắt giữ 9 đối tượng để điều tra vụ sập cầu qua sông Machu ở thị trấn Mobi, Ấn Độ, khiến 141 người thiệt mạng. Tất cả những người này đều liên quan đến Oreva, công ty phụ trách quản lý cầu và đang bị điều tra theo hướng ngộ sát. Việc bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự với đơn vị phụ trách cải tạo, bảo trì và quản lý cây cầu. Công ty này bị chỉ trích vì bán vé không hạn chế số người lên cầu để ăn mừng lễ hội Diwali và Chhath Puja, dẫn đến thảm kịch sập cầu. Trước đó, cây cầu do chính quyền địa phương phụ trách và chỉ hạn chế số người ra vào ở khoảng 20 người một lượt. Các nhà chức trách cũng đang báo cáo cáo buộc Oreva đã không thông báo về việc thông cầu vào tuần trước sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng. Đồng thời, cây cầu sau khi bảo dưỡng cũng chưa có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng. Thưa quý vị, Trung Quốc đã tuyên bố phóng thành công mô đun phòng thí nghiệm Mộng Thiên từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 15 giờ 37 phút ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương. Phòng thí nghiệm Mộng Thiên đã được phóng lên trạm vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B Y4. Khoảng 8 phút sau khi phóng, mô đun phòng thí nghiệm đã tách ra khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn, đánh dấu sự thành công của sứ mệnh phóng. Phòng thí nghiệm Mộng Thiên có chiều dài 17,88m, đường kính lớn nhất 4,2m, nặng 23,3 tấn khi phóng. Đây là phần thứ 3 và cũng là phần cuối cùng của cấu trúc 3 mô đun hình chữ T của trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc. Mô đun này được thiết kế để trở thành khu vực làm việc cho các phi hành gia và tập trung vào các nghiên cứu khoa học vi trọng lực. Thưa quý vị, Tổng thống Somali Hassan Mohamed đã khẩn cấp kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra vào cuối tuần trước tại nước này, khiến nhất 100 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cử bác sĩ đến Somalia để giúp các bệnh viện chữa trị cho những người bị thương. Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng lên do các bệnh viện thiếu trang thiết bị và đang bị quá tải. Hiện các trường học đóng cửa để các sinh viên có thể tham gia hiến máu. Vụ đánh bom xảy ra vào ngày 29 tháng 10 tại thủ đô Mogadishu. Hai ô tô chở thuốc nổ đã phát nổ chỉ cách nhau vài phút ở khu vực Jobe có giao thông đông đúc bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục Somalia. Đến ngày 31 tháng 10, lực lượng cứu hộ vẫn đang dọn dẹp hiện trường nhằm tìm kiếm những thi thể còn có thể mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Kính thưa quý vị và các bạn, ít nhất 91 người đã thiệt mạng khi một cây cầu đi bộ bắc qua sông ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ bị sập, khiến hàng trăm người rơi xuống nước. Theo truyền thông Ấn Độ, hơn 400 người đã có mặt trên cây cầu treo bắc qua sông Machu ở thị trấn Mobi vào thời điểm cầu bị sập. Hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Chính phủ Ấn Độ đã thành lập một biệt đội gồm 5 thành viên để tiến hành điều tra về thảm họa này. Được biết, cây cầu dài 230m với gần 100 năm tuổi này là điểm dã ngoại của địa phương và thu hút rất đông du khách vào cuối tuần hoặc các dịp nghỉ lễ. Khu vực này không có kết nối điện nên hoạt động cứu hộ trong đêm bị hạn chế nhiều. Mobi là một trong những cụm sản xuất gốm sứ lớn nhất thế giới và chiếm hơn 80% sản lượng gốm sứ của Ấn Độ. Vụ việc xảy ra trước thềm cuộc bầu cử của bang Gujarat dự kiến được tổ chức vào cuối năm khi nhiệm kỳ hiện tại của đảng cầm quyền của Thủ tướng Modi kết thúc vào tháng 2 năm sau. Thưa quý vị, một người đàn ông ném bom xăng có gắn pháo vào trung tâm lực lượng biên phòng mới của Anh ở cảng Dover. Nghi phạm tấn công được xác định là một người đàn ông da trắng, mặc áo sọc, lái xe đến khu trung tâm trên một chiếc xe thể thao đa dụng Swift màu trắng. Một nhiếp ảnh gia cho biết đối tượng này đã ra ngoài và ném 3 quả bom xăng, trong đó một quả không phát nổ. Nghi phạm sau đó đã tự sát. Cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường ít phút sau vụ việc. Hiện cảnh sát địa phương và Bộ Nội vụ Anh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.